Tùng Dương ơi, chúng nó thi nhau phá giá thổ cẩm trên TikTok kìa kìa. Đây, phá giá này. Phá giá này. Phá giá này. Đây, phá giá này. Cháu ơi. Ơi. Làm gì đấy? Bây giờ chồng vừa lên TikTok chúng nó bảo là chúng nó đã phá giá trên TikTok, thổ cẩm trên TikTok, bây giờ phải làm thế nào mọi người nhỉ? Đấy. Bây giờ đang bán bao nhiêu? Bây giờ mình hoàn thành phẩm nó hơn 100 một chiếc và bây giờ chúng nó phá giá như này thì mình không biết làm nào, mình bán cho chúng nó thì mình lỗ. Mình giảm luôn, chơi lỗ luôn. Bây giờ biết giảm bao nhiêu là lỗ, bây giờ lỗ thì ai chịu? Giảm 90k vợ chịu. 90k một chiếc vợ chịu à? Ừ. Thế bây giờ có phúc hưởng có hạn chịu đấy hả? Ừ. Ok, thế bây giờ quyết định anh em nhá. Thổ cẩm một trong những con đông hoa đỉnh nhất của với Tùng Dương anh em nhá. Vợ tôi quyết định chơi lớn đầu tư tôi anh em ạ. Hôm nay nhá, một trận có 90k một chiếc thổ cẩm 10 mil. Đấy. Ta thách thằng nào phá giá được nữa đấy anh em nhá. Đấy, con này là có 3 tầng hương mùi cả nam cả nữ dùng được anh em nhá. Lưu hương độ lưu hương một ngày, tính trên da 12-18 nước anh em nhá. Này. Thằng nào đấy, khách thằng nào phá đi, bố vợ tao đứng sau bảo kê rồi nha, thằng nào phá đi, hỏi phá đi, nha, ok.